Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post. Trong bối cảnh COVID-19 phức tạp, Vietnam Post vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2020. 6 tháng cuối năm, Vietnam Post sẽ đưa ra quyết sách, điều hành và ứng phó linh hoạt với tình hình thực tế để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi: công nghệ, viễn thông và giáo dục. FPT luôn nỗ lực mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng những dịch vụ, giải pháp tối ưu nhất. Đồng thời, FPT không ngừng tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0. Công ty cổ phần viễn thông Mobifone. 6 tháng đầu năm 2021, Mobifone đạt doanh thu tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thành công này tới từ doanh thu data tăng trưởng 14,8%. Doanh thu tại các dịch vụ công nghệ, thông tin và nội dung số tăng trưởng hơn 20%. Tất cả cho thấy dấu ấn của công tác chuyển đổi số ở Mobifone. Công ty chuyển phát nhanh bưu điện EMS Việt Nam. Trong COVID-19, EMS Việt Nam là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực chuyển phát nhanh tại Việt Nam thuê máy bay nguyên chuyến charter của Vietnam Airlines để đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa không bị đứt gãy, thư tín thông suốt giữa hai đầu đất nước trong thời gian giãn cách xã hội. Công ty cổ phần Thế giới di động, thegioidi.com. Tuy thị trường 2021 còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, song Thế giới di động vẫn đạt mục tiêu trở lại đà tăng trưởng hai chữ số. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình điện máy xanh Super Mini, nâng cấp các kênh bán hàng online, phát triển mô hình nuôi trồng nông sản an toàn 4K Farm, cũng như chuỗi nhà thuốc An Khang. Công ty cổ phần điện toán Việt Nam, Vietlot. Năm 2020, Vietlot đã vượt qua khó khăn của dịch COVID-19 để mở rộng thêm 11 thị trường và đóng góp ngân sách nhà nước hơn 1.300 tỷ đồng. Tiếp đà tăng trưởng, Vietlot sẽ xây dựng hệ thống phát triển bền vững, tiếp tục duy trì và áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động kinh doanh. Công ty cổ phần tập đoàn Tân Á Đại Thành. Là tập đoàn chuyên sản xuất bồn nước và máy nước nóng năng lượng mặt trời, sau hơn 20 năm phát triển, Tân Á Đại Thành đã vươn lên thành tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Visan. Visan là một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu với hệ thống phân phối gồm 130.000 điểm bán truyền thống, hơn 1.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và 49 cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc. Visan không ngừng theo đuổi sứ mệnh cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cao cho cộng đồng. Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn TNI King Coffee. Dù COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng thị trường xuất khẩu của King Coffee vẫn tăng gấp đôi, từ 60 quốc gia mở rộng đến 120 quốc gia. Các bước đi mang lại hiệu quả nhanh chóng là việc xây dựng hệ thống đại lý toàn cầu, tận dụng thời gian giãn cách để mở rộng mạng lưới kinh doanh quốc tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến Xào Khánh Hòa. Với việc đẩy mạnh phát triển thương hiệu Yến Xào Khánh Hòa, trong năm 2020, doanh thu của công ty vượt 49,76% kế hoạch đề ra. Năm 2021, công ty đẩy mạnh xuất khẩu ở những thị trường tiềm năng, tiếp tục phấn đấu đạt giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương, hướng tới huân chương lao động hạng nhất.